thời ngày không. Em tới đây chị bệnh cái gì? Dạ anh, thì có mấy hôm trước em nằm ở nhà thì em lướt YouTube, thì em cứ lướt em kiếm những cái gì mà em cần coi, thì vô tình em lướt được ngay cái gì mà để là thầy khoa chuyên trị về xương khớp đó, thì em mới tò mò, em mới bấm vào trang em xem, thì trong cái trang của thầy có để là chị đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, thì em có bấm vô xem là những lúc mà thầy về đang trị cho những cô chú anh chị bị đó, thì em thấy thầy chị cũng rất là nhiệt tình và cũng có sự thay đổi khác biệt, nên em cũng đang tình trạng bị cũng khoảng vài năm rồi, em cũng chưa biết được ngay chỗ nào mà để đến chị, thì vô tình em cũng gặp được cái trang mạng của thầy đó là YouTube thầy khoa, em muốn đến để mà tận mắt chứng kiến để xem được, để cũng như có thể ghi hình được cho bà con cô bác đang xem kênh YouTube của em và biết đến thầy, thì hôm nay đó em mới đến được tận nơi đây để hỏi người dân, thì có người dân chỉ thầy ở đây, thì bây giờ em đến tận nơi đây thì cũng mong đó là thầy chữa trị cho em để mau sớm khỏi, là em không còn bị nữa. Có thể em ghi cái video này lên, em cũng muốn chia sẻ lan tỏa rộng rãi cái video này để cho thầy, để cho cả cộng đồng mạng biết được thầy chữa trị có thể hết khỏi bao nhiêu phần trăm. Có tìm hiểu cái cách trị bệnh của tôi chưa? Dạ chưa, em chỉ thấy là giống như khá là đông khách rồi, thì em thấy được cái mà một cái clip mà của thầy chị cái anh ấy đó, là rất là ảnh đứng lên ảnh đi lại đó, thì nghe ảnh nói rất là hay và khỏi 90%. Em thấy vậy em rất là tò mò, em muốn đến ngay lập tức luôn, nhưng mà em chưa có. Dạ đúng, em muốn thử tay nghề thầy. Em đã bị suốt khoảng 2-3 năm vừa qua là em khó chịu lắm rồi, em cũng muốn đến một thầy nào đó nhưng mà em chưa biết được thầy nào hay, thầy nào giỏi. Em cũng đang tìm, thì vô tình em thấy thầy đó, em hôm nay ngày chủ nhật em rảnh là giờ em sẽ một lần đến đây để gặp thầy. Thì em bị cổ quay gãy không? Dạ em bị cổ quay gãy. Cái nó tức là dự kiến là sao? Mỗi mà giấc chiều tầm khoảng 3 đến 4 giờ cái cổ em nó sẽ ê nó lăn, cái từ cái nó em mà lắc cổ luôn. Dạ em cứng cổ, em lắc qua lắc lại nó khó chịu lắm, rồi từ từ cái nó ê lên tới nửa đầu đó, thì em bị khoảng 2-3 năm em khó chịu lắm đó, thì hôm nay em muốn gặp thầy để cho thầy chị xem coi như thế nào để chia sẻ cho bà con cô bác. Thì thầy khoa chuyên về cũng làm thiện nguyện chị cho bà con nghèo đó, không tốn phí nha bà con cô bác. Nếu như có đến chị thì tùy lòng hảo tâm thôi, chứ thầy không có đòi hỏi gì nha, thầy chuyên về thiện nguyện. Dạ thôn rồi nha, khả năng cái trường hợp này khả năng cổ bay gáy. Dạ hội chứng cổ bay gáy. Dạ em chạy xe có bị tê tay không? Có. Có tê tay có bị lối chỗ này không? Có, cái này là thường luôn á. Thường đúng không? Thường luôn. Ok, là khả năng bị hội chứng cổ bay gáy. Dạ rồi thêm một khả năng nữa. Dạ thì tôi đoán là khả năng em có một phần bị son. Dạ son thì hai son bị viêm son. Dạ son sàn, son bốt, son nhắn. Dạ kèm theo hội chứng cổ bay gáy, hai cái triệu chứng nó giống như nhau. Dạ Nhưng mà để trước mắt tôi chị cho em cái cổ bay gáy. Dạ rồi dạ. Tình hình coi chút xíu em sẽ cảm nhận. Dạ cảm nhận xong đó, rồi tìm cái nguyên nhân, có thể là nếu mà trường hợp chưa ổn thì tìm cái nguyên nhân có thể là do son. Dạ thì mình sẽ có phương án điều trị khác. Dạ trước mắt bây giờ điều trị em cũng cổ bay gáy nhất. Dạ vậy ha. Em okay. Dạ em cũng mong thầy có thể cho em tận mắt được chứng kiến cái tay nghề của thầy để chia sẻ cho bà con cô bác được biết đến thầy và chữa trị sẽ mau khỏi cho bà con cô bác.
lại ngành học nha. Cố gắng nha, cổ quay gáy, cổ quay gáy có lỗi gì đặt, đặt hai ba lần, đặt một lần hết đi, nghe nó khỏe từ từ, hai ba ngày đặt lần, hai ba ngày đặt lần, đặt nhắm để bỏ lên xe. Chiếu là tê tay nó lỗi cái đơn tới càng như nào nó càng tốt đấy lắm.
bắt cổ quơ tay quơ chân nó nhẹ. Có còn dướng không? Coi còn dướng không? Có cảm giác dướng thế nào không? Dạ không. Thấy nó khỏe lại luôn á. Khỏe dữ không? Khỏe nhiều luôn á. Khỏe. Khỏe. Nước nước luôn. Nước qua là. Bắt cổ có kìa cá cao không? Nghe. Yeah. Đó. Đang kéo vô, đang cắt vô. Đóng, đóng. Cảm thấy sao? Thấy là nó nhẹ nhõm xương khớp là nó không còn giống như kỳ đó nữa, giống như là chưa có từng đến đây cho thầy chỉ vậy đó. À, lúc mà chưa thầy chưa bấm nguyệt cho em á là coi như là mình mẩy em nhiều chỗ ê lắm, chứ lại nhất là quệ gáy với thường thường là nghe đây nữa nè, nó thốn thốn cái này nữa. Bây giờ coi như là tan hết luôn cái gì. Dạ. Không nhưng mà cái cơ thể em của em hiện giờ đang thiếu canxi. Vậy bổ sung canxi vô liền nha. Một canxi D3, D2, DK2 cũng được. Dạ. Nha. Bổ sung vô khoảng 2 chỉ thôi. Dạ. Tháng viên, triệu viên, tháng triệu viên cũng tối. Tuần đầu thì 5 ngày đầu, tháng nhiều. Dạ. Còn chỉ thứ 2 thì tháng. Nha. Rồi cái bệnh cổ vai gáy này cố gắng là hạn chế, là hạn chế gì? Đa số những người bị cổ gáy là họ là cho làm việc tư thế, làm việc ngồi tư thế lâu lắm, không đứng dậy như này tốt lắm, chạy xe ngồi lại cái gối này. Dạ, đúng gối này ngồi tê tay nhớ nha, chạy xe thì cũng vậy đó, nhưng mà chắc ăn về nó nhẹ rồi thì sẽ hay rồi cố gắng thì cái việc gì vật lý trị liệu thì nó có liệu trình của nó, làm ba bốn lần gì đó chứ không phải một lần hết nha. Dạ. Là gán có thời gian cắt. Dạ. Thấy nó có sự khác nhẹ không? Nhẹ không? Đã con người luôn á. Lúc mà Hùng Cao bị quay gáy đó của chú anh chị, cảm giác con người nó khó chịu lắm. Và khi hôm nay Hùng Cao đến được tặng của thầy khoa rồi á, thì được thầy khoa cho bóp và bấm nguyệt cũng như điều chỉnh lại xương khớp cho máu lưu thông, thì bây giờ hiện tại giờ Hồng Cao thấy con người của Hồng Cao nó rất là nhẹ luôn cô chú anh chị, cảm nhận được nha, quá nhẹ giống như là chưa từng bị luôn. Dạ. Nhẹ là chỉ ngồi mấy ghế vài lần nữa chứ không phải làm tết nha. Dạ. Đừng có suy nghĩ làm tết thì chết ga làm quá trời xe qua đây nha. Dạ. Okay. Vậy là rồi đó thầy. Rồi, ok. Vậy dạ. Xong ha. Dạ. Thì sau khi mà Hồng Cao được thầy khoa điều trị xong á, thì cảm thấy con người của Hùng Cao nó rất là nhẹ nhàng đi, là giảm bớt đi là cỡ khoảng 85% mà đó quý cô chú anh chị. Thì thầy có nói là phải đến 1 đến 2 lần, 2 đến 3 lần chứ, một lần không bao giờ khỏi hết. Thì chỉ cảm nhận được là nó khỏi khỏe được 85% thôi. Thì nếu như muốn khỏi hẳn hết tầm 2 đến 3 lần sẽ khỏi nha. Thì sau khi mà thầy đã bấm nguyệt và điều trị cho Hùng Cao, con người Hùng Cao bây giờ hiện tại rất là nhẹ nhõm, rất là khỏe khoắn. Chưa lúc mà chưa đến đây á, thì con người của Hùng Cao nó rất là uể oải, khó chịu trong người nhiều lắm cô chú anh chị. Thì hôm nay đó Hùng Cao cũng tận mắt được chứng kiến được thầy khoa chị điều trị xương khớp và đau mỏi quai gáy như thế nào. Lần đầu tiên Hùng Cao đến nha, và lần đầu tiên Hùng Cao được thầy bấm nguyệt chữa trị, thì thầy luôn cũng thầy cũng có làm về thiền nguyện. Tâm của thầy cũng rất là tốt luôn, thầy học được cái y khoa này và học thầy muốn Hùng Cao hôm nay á muốn chia sẻ cho thầy để cho thầy có thể
lan tỏa rộng rãi cũng như được điều trị cho bà con cô bác mau sớm bị nhức mỏi vai gáy đó, mau sớm sẽ hết bệnh đó. Thì hôm nay Hồng Cao đã đến nha, đây là sống thiện nguyện cho đời thêm vui, khoa Sóc Trăng YouTube. Rồi mong cô chú anh chị có xem được kênh của Hồng Cao, hãy bấm vào kênh YouTube của thầy và xem được thầy chữa trị như thế nào. Thôi bây giờ Hồng Cao cũng xin tạm thời khép video, cũng xin cảm ơn thầy khoa rất là nhiều, thầy đã chữa trị cho Hồng Cao. Thì thôi bây giờ Hồng Cao cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video. Dạ.